phải đưa tôi gửi cho trại giam tôi nghỉ 3 ngày. Nói chung lúc đó tâm lý cũng nặng. Tôi cũng đủ hiểu là làm như vậy thì y như là lật ngược lại cái hồ sơ. Trên đất nước này ngày khổ như tôi không? Chắc không. Và tôi cũng không muốn có, bởi cay đắng đó dù chỉ một ngày thì cũng không ai muốn ném chạy.